cả các bạn đã đến với kênh Ở Đâu Rẻ Nhất. Qua nội dung của đoạn video mình chia sẻ, sản phẩm ngày hôm nay mình gửi đến các bạn đó chính là một chiếc máy giặt mini. Đây là dòng máy giặt cao cấp ha, được thiết kế rất là đẹp với ba màu sắc là màu hồng, màu trắng và màu vàng. Các bạn sẽ sử dụng chiếc máy giặt này với chế độ tự động hoàn toàn, và khi mua hàng các bạn được bảo hành nha các bạn. Đây là hàng chính hãng nha, với thiết kế rất là đẹp, rất là tinh tế và sang trọng. Đặc biệt đây là dòng máy giặt cao cấp. Khi các bạn mua dòng sản phẩm này, chúng ta có thể sử dụng để giặt khăn nè, giặt quần áo của trẻ nhỏ, hay là chúng ta giặt những cái đồ ra màu hoặc là đồ trắng riêng. Trong quá trình chúng ta giặt đồ cho cả nhà, chúng ta không cần phải phân loại và giặt nhiều lần. Mua thêm một chiếc máy giặt mini như thế này để làm cho cuộc sống chúng ta cảm thấy thoải mái và tiện ích hơn nha các bạn. Mình giới thiệu với các bạn, đây là một shop yêu thích trên Shopee nha, bán dòng sản phẩm này là máy giặt mini Dorus, tự động hoàn toàn, hàng chính hãng, được đánh giá là 5 sao luôn nè. Giá của sản phẩm là 3.136.000 một chiếc máy giặt như thế này nha các bạn. Nếu các bạn có nhu cầu tìm hiểu mua hàng, hãy click ngay vào đường link mình đặt sẵn bên dưới các bạn nhé. Đặc biệt đối với sản phẩm này là hàng cao cấp, khi các bạn mua các bạn được miễn phí ship luôn nha. Rồi mình sẽ xem qua một số đánh giá của khách hàng nè. Đánh giá 5 sao, máy giặt chạy êm, nhỏ gọn. Đó, hình chụp thực tế gửi về luôn nha các bạn. Shop giao hàng nhanh, đã test thử, sản phẩm rất ổn, có dịp sẽ giới thiệu cho bạn bè ủng hộ, than shop. Giao hàng nhanh, đóng gói cẩn thận, phù hợp giặt đồ cho em bé vì lòng giặt nhỏ. Đây là hình chiếc máy giặt màu vàng ha, nhìn rất là tinh tế, rất là đẹp và sang trọng. Lòng giặt nhỏ xinh vừa vặn phù hợp cho đồ trẻ em, thân máy to hơn mình nghĩ, giặt vắt tự động giống như máy giặt to, có đủ các chế độ giặt như đồ nhẹ, đồ người lớn, đồ trẻ em. Hàng giao bị nứt vỡ do vận chuyển nhưng bên phân phối bảo hành xử lý nhanh, dịch vụ tốt, đáng tin cậy khi mua hàng ở đây. Đây là hình chụp thực tế gửi về nè các bạn. Đó, các bạn thấy không, đây là chiếc máy giặt màu trắng nha. Nói chung thì đối với dòng sản phẩm máy giặt mini, khá là nhiều bạn tìm mua, và đặc biệt là những cái người độc thân, những bạn học sinh, sinh viên, hay là những gia đình có trẻ nhỏ, hay là những gia đình có người già, đều muốn mua một chiếc máy giặt như thế này để sử dụng theo những cái mục đích riêng của mình. Và cái công năng của nó thì hết sức tuyệt vời rồi. Mình đã sàng lọc khá kỹ trên rất là nhiều shop, thì đây là một shop bán hàng chính hãng uy tín, chất lượng sản phẩm được đánh giá rất là cao nha. Các bạn an tâm khi tìm hiểu mua hàng các bạn nhé. Video chia sẻ sản phẩm của mình ngày hôm nay xin được kết thúc tại đây. Cảm ơn tất cả các bạn đã quan tâm theo dõi. Các bạn cũng đừng quên like, share, đăng ký kênh và rung chuông để nhận được những video mới nhất nha. Xin chào và hẹn gặp lại.